Trong tuần cuối cùng của tháng 7, Nga đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu năm nhằm vào Donetsk ở phía đông Ukraine và kiểm soát một số khu vực trong nỗ lực cắt đứt các tuyến hậu cần chủ chốt và buộc Kiev phải rút quân trên quy mô lớn. Các cuộc tấn công của Nga tập trung vào phía trung và phía nam Donetsk từ các khu vực ở phía tây Bakhmut, thành phố thuộc quyền kiểm soát của Nga vào tháng 5 năm ngoái, cho đến các khu vực ở phía tây Avdiivka mà Moscow chiếm được hồi tháng 2 năm 2024, xuống đến các khu vực ở phía tây thành phố Donetsk do các lực lượng ly khai được Nga ủng hộ kiểm soát từ năm 2014. Các lực lượng của Nga đã tăng cường tiến công vào những khu vực này để ngăn chặn Ukraine đào thêm phòng tuyến và họ đã tiến về phía trước trong nhiều tháng, kiểm soát một số khu vực dù phải chịu tổn thất nhất định về lực lượng. Trong tuần qua, nhịp độ di chuyển về phía Tây của Nga đã tăng lên và bao gồm hai cuộc tấn công quy mô tiểu đoàn mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức cố vấn có trụ sở tại Washington cho biết, Nga đã không tiến hành kể từ cuộc giao tranh giành Avdiivka vào tháng 10 năm ngoái. Dường như, chiến lược của Nga là cắt đứt hai tuyến cao tốc, một tuyến cung cấp hậu cần cho lực lượng đồn trú của Ukraine ở Vuleda, thuộc phía nam Donetsk, và tuyến còn lại cung cấp cho các lực lượng ở Chasovia và Toretsk thuộc trung tâm Donetsk. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô tiểu đoàn với sự tham gia của 200 binh lính ở phía tây nam thành phố Donetsk ngày 27 tháng 4. Cuộc tấn công này được hỗ trợ bởi 11 xe tăng, 45 xe bọc thép và 12 xe máy. Mục đích của nó là chiếm được cao tốc T-0524 tiếp tế cho Vuleda. Các lực lượng của Ukraine đã ngăn chặn được cuộc tấn công này, phá hủy 6 xe tăng, 7 xe bọc thép và toàn bộ 12 xe máy. Sau đó, ngày 29 tháng 7, Nga đã thử sức một lần nữa, tiến hành cuộc tấn công quy mô tiểu đoàn khác trong cùng một khu vực. Lần này có 10 xe tăng, 47 xe bọc thép, 10 xe máy và 1 xe buji. Ukraine tiếp tục ngăn chặn được cuộc tấn công này, phá hủy 8 xe tăng, 12 xe bọc thép, 9 xe máy và xe buji. Việc chỉ huy quân đội Nga sẵn sàng chấp nhận tổn thất xe bọc thép mà không tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn theo nhiều hướng hoặc đạt được những bước tiến đáng kể ở phía tây tỉnh Donetsk có thể sẽ là gánh nặng cho quân đội Nga về lâu dài. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay. Các cuộc tấn công khác của Nga đã thành công trong việc kiểm soát các vùng lãnh thổ. Ngày 26 tháng 7, quân đội Nga đã chiếm được các ngôi làng Prores, Yasnoprodivska và Lozhuvatske nằm cách nhau khoảng 15 km, mở rộng vùng lãnh thổ kiểm soát về phía tây Avdiivka. Nếu như lực lượng vũ trang của Ukraine không thể ổn định tình hình, quân đội Nga dọc tiền tuyến có thể tiếp cận được tuyến đường tiếp tế chính của các lực lượng Kiev tại Chasovia và Toretsk trong một vài tuần nữa. Cũng trong ngày 26 tháng 7, quân đội Nga đã tuyên bố chiếm lại được Robotin, một thị trấn ở phía nam Zaporizhia mà Ukraine phải chiến đấu vất vả để giành lại trong cuộc phản công vào năm 2023. Ngày 27 tháng 7, quân đội Nga đã tiến vào phía tây thành phố Donetsk và ngày 30 tháng 7, nước này đã giành thêm hai ngôi làng ở phía tây Avdiivka. Quân đội Ukraine cho đến nay vẫn có thể giữ chân lực lượng Nga ở bờ đông kênh đào Siversky, Donetsk, chạy qua Chasovia. Nhưng ngày 29 tháng 7, các nhà báo Nga cho biết các binh lính Nga đã xuyên thủng một điểm ở phía bắc Chasovia, nơi kênh đào chạy qua dưới lòng đất, song những bài báo này chưa được xác minh. Quân đội Ukraine cũng đã đạt được một số thành quả trên thực địa. Ngày 26 và ngày 27 tháng 7, các lực lượng của Ukraine đẩy lùi quân đội Nga ở Volchansk, phía bắc Kharkov. Quân đội Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công mới vào Kharkov vào ngày 11 tháng 5, nhưng không thể tiến công đáng kể. Cùng thời điểm, Ukraine cũng tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Crimea, cho thấy chiến lược làm suy giảm các hệ thống phòng không của Nga đang có hiệu quả. Những thành quả lớn nhất của Ukraine, ngoài giữ vững tiền tuyến, thì còn là tấn công sâu vào nước Nga và các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát. Ngày 26 tháng 6,
tên lửa ATACMS đã tấn công sân bay Saki của Nga ở Crimea, phá hủy một kho đạn dược và một trạm radar. Ngày 29 tháng 7, Ukraine tấn công Saki một lần nữa và đang đánh giá mức độ tổn thất. Ukraine lần đầu tiên tấn công sân bay Saki vào tháng 9 năm 2022, buộc Nga phải di rời các máy bay chiến đấu Sukhoi đặt tại đây vào trong lãnh thổ Nga. Kể từ đó, Saki được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine, nhưng Kiev cũng nhiều lần tấn công và làm suy giảm khả năng của nó. Ngày 28 tháng 7, trong khi Tổng thống Putin đang phát biểu tại lễ duyệt binh hải quân ở St. Petersburg, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở Kursk, phá hủy 3 trong số 11 thùng dầu. Ngày 30 tháng 7, các UAV của Nga đã tiếp tục phá hủy thêm 3 xe tăng ở kho dầu Vuzi thuộc Kursk. Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công thành công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Nga trong cuộc xung đột, đặc biệt là ở Biển Đen. Người phát ngôn Hải quân Ukraine ngày 28 tháng 7 cho biết, các chiến đấu cơ đã được đưa khỏi 2 trong số 5 sân bay mà Hải quân Nga sử dụng. Việc hạm đội Biển Đen rút về Novorossiysk cũng cho thấy thành công của các UAV và xuồng không người lái Ukraine trong việc hạn chế sức mạnh của Moscow. Mặc dù vậy, trong một chia sẻ trên Facebook chỉ sau đó một ngày, người phát ngôn Hải quân của Ukraine cho hay, lần đầu tiên, Nga đã cùng lúc điều 3 tàu ngầm mang tên lửa hành trình đến khu vực biển Azov và Biển Đen. Theo đó, 3 tàu ngầm này hiện là mối đe dọa chính của Hải quân Nga đối với Ukraine. Trên thực tế, việc chống lại mối đe dọa từ các tàu ngầm mang tên lửa hành trình của Nga trong khu vực là một thách thức khó hơn nhiều so với việc nhắm mục tiêu và tấn công các tàu mặt nước. Hạm đội Biển Đen của Nga có 6 tàu ngầm lớp Kilo cải tiến. Trong đó, tàu ngầm Rostov-on-Don đã bị hư hại vào mùa thu năm 2023 do trúng tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine. Tàu ngầm Kilo của Nga chạy bằng diesel, điện có khả năng mang theo tên lửa hành trình Kalib, ngư lôi và mìn hải quân.